Đây là hôm nay cũng sinh nhật của thằng con trai luôn nè. Đây sinh nhật ơi, đeo thỏi đèn cây chưa, thỏi đèn cây đã. Rồi này ướt đã, ướt xong rồi. Rồi. Có cắt bánh kem không? Kem bên cái dao đâu? Rồi lấy ra con cắt bánh kem đi. Em chào em chào đi. Chào ngồi đi. đưa mấy cây đó này em đó. Rồi. Đâu của con đâu? Của con đâu? Ép. Đâu mỗi người cây. Rồi được rồi, có mình cắt nó. Nè, cầm chơi. Nè, đưa vô cái chỗ này mày đó. Nè, này, bạn. Chưa. Cháy không? Đó. Chưa, hết cũng rồi. Còn xe ra. Cái này đốt buổi, cái này đốt buổi tối mới đẹp. Wow, happy birthday. Em đưa lên rồi, em đưa lên rồi, đưa lên cho cháy. Lên, đưa lên được mà, chúng không sao đâu. Đó. Hết rồi. Nhanh vậy. Rồi, xong. Rồi dùng ngoài đi con. Rồi, cắt bánh kem, cắt bánh kem. Đó. Đó. Ngon chưa? Hết rồi. Hết chưa? Nhanh chưa? Được, có kem mà. Đó là kem mà. Con đang đau. Nè con đó, con với hai đó. Đây bỏ rau vô lẩu nè. Ăn lẩu đã, ăn lẩu xong mới ăn nó chứ. Chưa ăn lẩu mà. Anh để ăn lẩu đi ăn con. Để xíu ăn lẩu ra. Lấy cái muỗng ấy. Cái muỗng ăn bánh xèo. Muỗng rồi. Muỗng ấy ấy ra. Đây. Nồi lẩu siêu cay luôn. Thấy vậy chứ ăn được chứ không cay, thấy vậy thôi. Có sa tế mà. Bánh kem hả? Bánh kem hả? Ngon không? Cho nên mẹ gấp bún cho nè. Bún xèo. Ăn bún là này có lẩu lẩu gà nè mọi người. Đây, lẩu gà nha. Gà, lẩu gà nấu mà nó nấu như lẩu Thái vậy, nấu cay á. Gà nấu Thái á. Có bánh xèo này, bánh xèo tép nha, bánh tép nha, nè, đó. Tép đồng nha. Em đưa chén này mà gấp đi cho con. Anh em mấy tuổi? 8 tuổi hả? Dạ. 8 tuổi hả? Cái này cái gì? Cái chai bia nè. Chai này chai gì? Chai Harlequin hả? Cái này chai Harlequin hả? Harlequin hả? Ở cái trong có nước gì luôn nè. Cái đó nước ngọt hả? Có hộp quà nè. Ủa? Nhớ có mấy cái sâu vàng mà đâu ta? Cái này không phải hả? Không, cái bữa làm kêu nó làm giống mà. Nó làm thiếu rồi. Thiếu. Này của em nè, em thở nhà nóng lắm nha. Thở. Bữa nay sinh nhật của ai em? Sinh nhật anh hai. Sinh nhật anh hai hả? Ừ. Đâu anh hai đâu? Sinh nhật anh hai đó hả? Chúc mừng sinh nhật anh hai coi. Chúc mừng sinh nhật anh hai. Rồi anh hai ăn rau không?